Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay ở tại rừng Sala. Sala gần biên giới và rừng Buồn ở biên cương, biên thùy của bên Ấn Độ. Còn thầy Tất Túc ở tại rừng Sala trong đêm Buồn. Hôm nay là đêm giao thừa, được có một phần hữu ích dạy xin tất cả các anh em bà con của mình ở phương xa gần, ở đâu cũng vậy hết, cố gắng. Nếu nghe bần sĩ kỳ này mà rỉ rên đó, thì tựa đề của cái câu nói này nếu mà bỏ lại uổng lắm. Đêm giao thừa giao cho ai, hoặc giao cho ai, ai là người thừa nhận, mình phải biết. Và thưa con thừa nhận cái gì vậy? Con thừa nhận lời Phật dạy: ăn chay niệm Phật, làm lành lĩnh dự, tu tâm dưỡng thánh để cứu vớt chúng sanh, giúp đỡ mọi người trên thế hiện này. Họ đang đói cơm khát nước, họ đang thất nghiệp không nghề nghiệp tới, họ đang bệnh run rét ở bệnh viện, họ không có tiền uống thuốc, họ đau khổ. Đêm nay có nhiều bà già không có được một gói mì, một chén cơm ăn. Thì trong đêm giao thừa này mình mừng, nhưng quán xét lại hỏi, tự hỏi, bần sĩ hỏi, ai là người lãnh nhận trong đêm nay? Mừng được mình một tuổi rồi đó, mình được sống được rồi đó. Ở tại rừng này nửa đêm khúc khắc lắm, tiếng suối chảy bây giờ mùa nắng hạn hè không còn chảy nữa, toàn loài ra xả sỏi đá trong gai không à. Rừng thì cây lá buồn, hè hạn tới rụng lá hết, cũng như gió. Đất đã tạo lên, mưa đã có xâm xê, rồi tới mùa này cũng đưa tất cả lá đó sẽ trở về với giữa đất hết, đã tàn rụi hết. Thì mình cũng vậy, xin kính thưa quý vị, anh em mình cũng như cái cây vậy đó quý vị. Được xâm xê trong một thời tiết buổi nào rồi nó cũng tàn theo mùa tuyết, y như là mùa hạn hè ở tại rừng Ta La, ở nơi sơn cước. Mà bần sĩ đã chọn một con đường này rất là thanh thản nhất. Để chi vậy? Để xa lánh. Xa lánh ai? Xa lánh những gì mà ta không còn muốn lưu luyến nó và thương yêu nó nữa. Và ta phải làm bằng cách nào để gót chân ta sẽ đối liền cùng về với Phật, nó biến mất đi dạng hình của phàm phu tục tử. Trong đêm nay bần sĩ còn nói được một tiếng nào, xin kính gửi tất cả anh em, là đò chiều còn đợi. Đó là giới đầu chủ đề đò chiều còn đợi. Là như thế thì nếu mà nói còn đợi thì bây giờ này đêm 30, đêm giao thừa này bần sĩ ở đâu vậy? Đừng hỏi, kêu thầy tạm thôi. Thầy ở đâu vậy? Đừng hỏi nữa làm gì, cứ ráng trau dồi đạo hạnh để tu đi. Tất cả xin kính thưa quý vị, đạo tràng anh em Phật tử bốn phương và cùng khắp trong ngoài gần xa, tôi xin kính lời chúc lành và chúc về sinh mới tất cả các vị. Gia đình được thái bình, bình an do sự tu tập huấn luyện của các ông bà cụ để dạy con, rồi con để dạy cháu. Có đòi hỏi gì trong một cái ngày tháng năm buổi Tết cùng thì nếu mà mình biết được thì mình sẽ không chấp nhận những cái quà mọn đó để đưa mình đi xuống vực thẳm. Vì làm sao có món quà sang trọng đó để được mình tặng người bạn, mình tặng, mình cho đứa con, mình cho tất cả người của mình thân quyến thuộc. Mình đào tạo chỗ nào ra, mình phải lấy cái tâm. Mà cái tâm của mình nó đã thiện rồi mà mình để nửa thiện nửa ác, nửa phàm nửa thánh không được. Cho nên chúng ta lấy cái sự bình thường mà cho giúp cho con cái, cho nó dẹp bớt cái sao qua diệt kim quy cổ, có nghĩa là chúng ta phải trở lại cội phúc lành đời xưa.
để cuộc sống mình nó bình thản hơn. Và xin cái nói là chúc hết toàn gia đình đồng đạo anh em của mình được vạn sự bình an, và đầu năm chứ những cuối năm được đẹp mãi, được tốt mãi, được sang trọng mãi, được siêng năng, được tuệ năng, được tiếp tục chương trình học đạo sáng suốt tinh tấn như một vì sao rất sáng. Và trong gia đình của vị được bình thản trên thượng dưới hòa, và trong tâm của quý vị không bâng khuân bất khuất điều gì hết, bình lặng để tự nhiên tìm một con đường giải thoát. Thì dù chúng ta trong đêm 30 giao thừa này gia đình có khi nghèo, không có được nhiều quà mọn, nhìn lên bàn thờ người ta chưng đỏ hết, còn mình không có gì, thấy tủi thân không tủi thân đâu, mà cũng chẳng tủi phận đâu, nhưng mà mình tủi hổ đó. Nếu mình đầy đàn như thế này mà mình chạm tiền của người khác và mình lừa, mình lọc qua, mình nói cho được có cái đồng tiền đó mà đỏ chót ở trên bàn và tay chân đeo vàng dòng xe cộ nhà cửa, xin cái thưa quý vị xin lỗi, cùng là xin tất cả đồng đạo quan hệ. Xin cái thưa Phật tử anh em của mình, trải qua năm cũ vừa rồi chỉ có một mấy tiếng đồng hồ thôi, mà khi luận giảng đó cũng có nhiều vị không chấp hành, không chấp nhận, không nghiêm trang để học nghe những tiếng thiết tha của bần sĩ. Thật ra trong đó có nhiều tiếng lớn tiếng nộ nẹt hâm hộ để cho mọi người đó ta sửa đổi, chứ còn cái giận hờn buồn hay là với bần sĩ rồi thì đại từ bi đã lãnh hội lãnh giáo của Đức Phật thì phải làm bằng cách nào thương chúng sanh anh em của mình cũng như cha mẹ hiền thương con dạy vậy, Phật thương mình vậy đó, chứ không bao giờ đâu. Nếu mà có các vị nào nghe được những cái tiếng của bần sĩ la hét trong đó thì một điểm thứ nhất, cơ đạo bần sĩ đã điên rồi mà, đâu có tỉnh. Người điên mới la lên, người khùng mới nói nhảm đó, thấy chưa? Còn người khôn mảnh mai nói tiếng trong lành, nhỏ nhẹ ngọt dịu để đánh lừa, đánh lợi, đánh lạc, thì xin quý vị cũng từ bi quan hệ trong năm mới, xóa bỏ hết đi tất cả mọi việc, thì bần sĩ xin cúi đầu cảm ơn hết tất cả chư Phật tử bốn phương anh em của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong đêm nay, đêm giao thừa này chắc bần sĩ cũng gần bước chân quay chiếc đò trở về nơi nguồn cội rồi đó. Điểm thứ nhất, tuy ta khùng, ta không biết chữ, ta dốt nát, dốt thân nát tướng, nhưng cũng có tầm trí tuệ, cũng biết được, tâm linh cũng rất là thỏa đáng, thì rất tủi hổ, rất là thẹn thùng cho tất cả. Vì mặt giáp mặt, nếu chỗ nào cũng có bần sĩ vô danh tá bút trần, hà miền xuống thế độ quan dân, vàng dòng chuỗi ngọc đâu cần đến, cần những vị nào học đạo nhân. Bần sĩ hôm nay chẳng nghèo dạo, chẳng còn, chẳng mất, chẳng bệnh đau, say qua trở lại y như vậy, trí tuệ thông minh được phóng hào, cúi đầu xin hết cả bốn phương, thọ nhận đêm nay sống thọ trường, mong cầu tất cả đây dưới đó gieo một giống lành gặp tình thương. Mùa hè hàng ở nơi bãi rừng chiều này, chiếc thuyền đã mắc cạn rồi, chờ đến mùa mưa lẳng lặng để qua sông. Mắc cạn ở tại cái suối rừng, thấy cũng khổ buồn, đẩy đi làm sao được, có một mình, thân thì già cả,
nay bệnh mai đau, mà lái cái chiếc thuyền này đi thì nếu mà xuôi ngược thì ở ngoài sông á, nước lớn nước rộng, còn cái này về rừng thẳm trong đêm buồn ngồi tịch mịch, muốn kêu lên một nhúc nhích chiếc thuyền tu thì tại sao rồi lòng mình ánh đuốc chẳng mở lu. Khuyên bá tánh mặc dù bận lao khổ, có bình hoạn, có đôi đau, có gì cũng cúi đầu lại trời lại Phật tổ. Hộ cho bá gia bá tánh giờ này cũng như trồng hoa được trổ nhị đã khai. Hộ cho phàm nói một không hay, biết tu tịnh để an bài thế xác. Được hết đó, tất cả Phật tử đồng đạo, nếu mình làm Bồ Tát thì mình học môn bài của bà, mình mát mẻ lòng từ, luôn luôn lúc nào cũng tạo phước đức dư để làm chiếu làm chăng mình đỡ lành. Bần sĩ muốn lúc nào cũng có đạo tâm bên cạnh. Có đêm bệnh ngập tràn nhưng bần thấy cảnh rất vui. Ở Tây phương không có sự bụi ngùi, nơi trần hạ đức ngôi sầu mãi mãi. Ta không phân biệt nữ nam hay trai gái, trẻ hay già, chỉ nguyện lại từ bi. Đêm giao thừa ở rừng buồn, ta nói nữa để làm chi? Nói để mất, nói để ta đi về quê cũ. Thấy cây cối, thấy mọi người đang ủ rũ. Tuy ở một đêm giao thừa này nhưng không quy tụ được đâu đâu. Nhà nhà vui có rồi râu, rồi buồn rồi chết rồi âu bình tình. Bị thất bại làm ăn không có được, bị bệnh đau làm sao vượt được qua. Ôm đau con vợ cả nhà, cùng là cha mẹ làm sao ta yên nhàn. Dù cho đấm của nhiều vàng đem ra mà xử lý thấy hãng tàn ai bi. Chỉ bằng ta niệm Phật mau đi, ngồi tu rồi mạnh giỏi có chi mà buồn. Vì cái bộ não của chúng ta đó và tâm linh không có rối loạn, không có cuồng, lúc nào cũng không có vui buồn làm chi. Mở miệng ra nở nụ cười có ánh đuốc từ bi. Cùng mình nói năng nhỏ nhẹ có giọng suối ly bạch ngài. Như thế thì mình tu tốt lắm đó chứ, đồng đạo anh em. Để mình tiến diễn đi, để được thọ lai. Mình về đất Phật gặp mà ngài Bú Sơn. Còn ở nơi đây đó, chí khí dùng chí khí nghị lực không sờn. Người ta chở mình đưa qua biển, rồi ta hờn đưa qua sông. Mấy ai biết được lập công, buổi chiều còn thịnh nọ tối ngồi trong hòm rồi. Bần sĩ như thế đó, cho nên thấy sự quá, ôi thôi. Ta buồn, ta muốn nhắm mắt về rồi cho xong. Ở đây đó, chỉ có một chút lập công. Một vì lời ta để lại trên dòng sông trần miền. Xin quý vị ráng nhớ, có giữ cũng nhớ bằng nỗi năn nỉ nè, phải làm hiền. Phải đắp đi ngọn, tắt đi ngọn đèn dông báo, thì mình ai chứng miên mình giờ Phật chứng giai. Thấy mình tắt rồi, mình đi mịt đi mờ, đi không có đèn đuốc
thì nhờ Phật soi, chỉ bây giờ đèn đốt mình coi thấy chưa sáng rạng, còn ai xăm soi cho mình. Mình tắt làm bóng đèn đời đi, thì Phật độ cho tâm linh, Phật độ cho mình trí não minh minh sáng ngời, để ta tiếp mi độ cho đời. Chứng minh hết, cái gì cũng được hết đâu. Giúp ta miếng nước nè, ăn miếng cơm nè, một miếng quà bánh nè cũng được đạo ơi. Mình đừng si nể rồi thua thời ngày mai. Hạ quân cầu nguyện các ngài lo tu chứng hóa đừng lỡ phai. Thầy buồn ráng đi đạo. Mình ở thế gian mình giàu có tiền bạc dư muôn, như ở trong chuồng con thú không ra. Nghe bần sĩ đi, nói theo Phật Thích Ca. Hằng ngày mình niệm Phật Đà trong tâm, ráng cố gắng giả câm giả dạy. Phật đâu có bảo mình phải lại bái chi nhiều. Miệng ra đi ăn ở với nhau chỉ hai chữ biết điều, và thọ ân nghĩa sớm chiều trả nợ. Và mãnh liệt lên đi trung quân đừng có sợ, mình không có gia chạm những gì thì sợ mọi ai. Bình minh sống búa trong ngày, đây là bần sĩ kệ dài rừng buồn. Trước đời chiều còn đợi đó quý vị, mắt lệ trào tuôn. Chờ người bước xuống không có chờ của dư muôn đâu trần. Bước xuống đi đồng đạo, dù xa hay lại dù gần, dù tảo dù tần áo não ai bi. Ta còn chờ một chiếc nữa đi, ta còn chờ ba tánh từ bi phản hồi. Ở thế gian không chán sao, ở lâu quá đấy rồi. Còn mê si gì nữa không về rồi quê hương. Ráng đi đồng đạo ở tha phương, lời này ta gửi tặng trăm mì đường ai bi. Nói năng đừng dối sân si, sân si thì mệt chưa có chi. Lòng mình nói nhỏ nhẹ để mình truyền liên lạc nguồn tin. Mình giúp má người đang nổ nạt rồi thất kinh chớ gì. Mình tỉnh giấc mộng đi để cứu nguy người thế. Mình tỉnh giấc nồng đi, mình mới lập kế cứu ai. Ngày xưa chưa tỉnh còn sai, bây giờ nhờ Phật Như Lai nhiệm màu. Ráng cố gắng đừng có phân biệt đạo giới hay đạo ở đâu, đạo thầy nè, đạo tớ nè, hay là đạo Phật đâu, đạo ông bà, đạo tứ ân hiếu nghĩa thơ mẹ thờ cha. Rồi ta theo Phật Thích Ca nghìn trùng. Đêm giao thừa hôm nay đã mong quý vị có nghe được lời bần sĩ ráng mà trùng phùng. Gia đình đoàn tụ đời ngày cùng an vui. Dù mình nghèo đó, mình không có món ăn đó, không có gì hết, nhưng chẳng có ngậm ngùi. Vợ chồng chung thủy hòa vui con lành. Như thế đó thấy không? Thì ngẫu vị Phật đã dành. Tâm ý người là vàng ngọc để dành làm chi. Nam mô đạo Phật từ bi, con quỳ lại Phật cứu nguy trần đời. Cứu cho chúng đi, dập tắt đi, nhỏ tiếng nói ít lời. Nói như phúng châu nhã ngọc trong đời đi thôi, chứ bây giờ kết thúc đã rồi. Trắng tay rồi tay trắng, rồi ai ngồi thấy chưa. Đang cố gắng không? Tới đây tiền bạc nó mất cũng như gió bất cơn mưa. Nó trôi đùa một mấy chút rồi hơn thua làm gì. Rồi tới mình nữa nhớ không? Tới mình chết đó, đó là mình có sánh bi không? Sáng y còn rồi tối phức rồi biệt đi lên đò. Như thế rồi quý vị nghĩ sao đấy? Bần sĩ đã cho đêm giáo thừa tịch mịch ở rừng núi cao to an lành.
sỏi đá nè, gập ghềnh nè, suối cái nước chảy róc rách nè, có một mình ta thôi. Chèo bơ lặng lội đứng ngồi, miệng kêu rồi tai quát dân ngồi. Lên đò tiên ta phải hiền như gác, lên đò thầy mình phải bắt nhịp cầu, để cứu người nơi biển thẳm hố sâu. Nhường chúng định cho người đâu tội hương. Lên đò Phật mình là huynh trưởng, lái đưa em mình về rồi kỹ lưỡng qua sông. Rừng buông ở tại sông không, một mình hàng sĩ ngồi trong rừng này. Xin chúc hết tất cả quý vị nhớ không, trong đêm giao thừa để hưởng một chút cánh trề. Thọ tùng giới Phật thì sau này tồn lai, sống trăm tuổi thọ này không, không có chết mỉa mai. Chết rất già mà rất đúng, trong ngoài như như, còn bây giờ mình chết hoài hư, bao nhiêu cũng chết phước dư chưa tròn, phải cố gắng. Chúc tất cả bà con nhớ đêm nay rất thức, để rồi hao ngày mòn ráng tu. Niệm Phật trí tuệ xưa lưu, bây giờ niệm riết công phu sáng ngời. Niệm đi đạo, niệm đi chúng sanh ơi. Niệm lành đừng niệm mi dữ, rồi Phật trời không tha. Mình niệm Phật để cứu mẹ, cứu cha, cứu cụ Huyền Thất Tổ, vậy mà được thôi. Cô mình siêu thoát chưa đã rồi, giảng sanh tịnh độ mình ngồi Tây Phương. Ráng cố tu nha quý vị, dù quý vị là một bậc tha hương. Tha nhân cầu thực cũng một đường một ý, cũng là một bậc chánh quy. Đừng nghĩ tôi nghèo khổ, tôi đi khác làng, ở đâu tôi cũng được hết, cũng được dạng sự bình an. Do mình mà tạo nghiệp gây oan, do mình đừng buồn thảm, mà mình nhìn cho rõ, khỏi lấy chuông lấy mỏ rầm beng. Đừng đánh đấu làm chi rồi lại thổi kèn nói đụng chạm, chứ không phải thầy ghét ghen chi hết. Mình tu niệm anh em đoàn kết, chia sẻ món quà rồi ăn hết cũng vui. Tây Phương Cực Lạc đi môi, ở tại trần hạ ai vui thì về. Ráng cố tu đi đồng đạo ơi. Ngày hôm nay nếu ai chưa có tỉnh còn hư mê mê, thì bây giờ thuyền độ giác mê tự mình. Ráng mà tu đi, để rồi nhìn mình kiểm tra, rồi mình thấy mình biết mình ở đâu. Mình mở miệng ra nói chuyện đôi câu, nói với chồng, nói với vợ, nói âu cha mẹ mình đó. Rồi tới bây giờ mình nói tới con cái nè nha, nó đang học sinh hay nó là bệnh tật, chính trong mình ra mà. Cái đứa bình thân thì lại thương, mà còn người đứa bệnh tật đồ khổ là ngày ngày không có được đâu. Chắc ở trong đó, trong này cũng có đồng đạo và Phật tử, cũng có con cái bệnh tật, bệnh nguyện do đó ở đâu. Do thành ra quá kiếp, mình dây đâu trả liền. Mình nói cái đứa bệnh đó, mình phải nói thiệt là hiền. Mình nói với đứa con mà khùng khiểu đó, mình vừa nói, vừa khuyên, vừa niệm thầm. Còn mình không ngay thẳng, mình cứ kiếm mình tầm. Đứa khôn mới ngoan đánh lợi vàng cầm cho luôn, chứ bây giờ mất cõi chứ mất nguồn. Bây giờ bần sĩ lễ tuôn trái dài, không mừng đâu đồng đạo ơi. Trong đêm nay vừa mừng vừa khóc, rồi chuyện lai tâm về. Mừng là chi ở đấy? Ở đây dòng suối chảy sông Giang, mà nước chảy đứng bên lề. Nó chờ giờ băng tắc thì muôn bề cũng trôi.
mừng chi không có chỗ ngồi, đứng đi cũng bị rùa nhồi vô biên. Mừng chừng nào ta trở lại đại tiên, ta về rừng về núi rồi ta yên tu hành. Mừng làm sao ta được hai chữ hiền lành, Phật ghi rồi trời chứng, điều chỉ mình không treo chuông. Chỉ bây giờ đất thảm chớ trời buồn, hỏi sao mình vui được mà lệ không tuôn. Bớ người ráng nhôm, ráng học hai chữ đại từ, bỏ qua chuyện cũ thì người mơ mạnh mãi. Chỉ bây giờ nhắc lại ngày nay, ta tu ta biết rồi ta đạt pháp Như Lai được rồi. Ráng cố gắng nè, đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi, lúc nào cũng an tâm an phận để quả nhồi trả mau. Mình tu nhờ kiểm việc, ngày nào gọi là thuyền tu án xét nơi động đào tiên ống. Ráng cố gắng không, mình phải chịu dạy cống. Đừng dùng tiền dùng của mà đi qua dòng sông bể ngàn, không được đâu, Phật không có lấy cái đó đâu. Nói vậy đó, Phật bỏ ngay vàng, bỏ con, bỏ vợ, vào rừng tan ngồi tu. Chứ bây giờ mình phải công phu, mình nghe Phật dạy để lo tu một mình. Tu đắc đạo đi, rồi mình đã nguyện độ chúng sinh. Mình qua nhịp cầu trước đi, mình mới dắt bạn mình qua luôn. Bây giờ đang khóc hận chịu buồn, đứng bên đây mà run sợ rồi lệ tuôn dầm về. Làm sao mình nắm tay bạn mình, mình dắt mình biểu đi về. Mình qua không có được nè, mà mình đứng bên lề mình phách thôi. Cống cao ngạo mạn đi rồi, bần sinh người dẹp bỏ đi thôi. Tu trì mình tu hành đó, không có sự gì là quý hết. Đời thì tiền vàng nè, lầu đài xe cổ nè, ức tỷ triệu muôn, còn người đau lễ tuôn dầm chan chưa. Tỉnh đi quý vị, tu đi bằng đã hứa, bằng về tâu lại dơ Phật ngày rồi chăng chứa từ bi. Ông ơi ông trở lại làm chi, ông lái đò đã nói, ông đã ghi đời rồi. Nếu ông bỏ nó đó, nó chết nổi, nó chết trôi. Ông làm cái phao để nó dịnh rồi đòi vớt lên. Chứ bây giờ bá tánh lại quên, thì là phải chìm đắm vì biển mênh mông gần. Nói như thế đó, đồng đạo đừng có buồn không. Đêm thanh tịnh sĩ bần đang ráo riết, tưởng đêm nay đó thì ta không có siết dậy được rồi, vì bệnh tình đang thắt ngặt đấy thôi. Bệnh bá tánh bệnh bị nhồi quá nghiệp, nếu ta bệnh ngoại mãi thì người tu đâu có kịp. Phải thức dậy bơ đò rồi có dịp qua sông. Ngồi đưa mà xỉu mà trông, xiên qua đổ lại chỉ trông không yên lành. Phải cố gắng hy sinh để cứu hết dân tình. Nếu ai hợp thân, hợp lý, hợp bình thì nghe, có duyên với Phật mùa hè trở về tu tịnh rồi nghe giáo truyền. Xin quý vị đừng có buồn quan hỷ nhớ không. Bần sĩ nói triền miên, tại vì rừng buồn có một mình thôi an nhàn. Có một ít đồng đạo để bước sáng, để chào mừng năm mới, để thăm cả làng rừng xưa, thăm coi suối biết cháy chưa, hay là khô hạn rồi sao thầy đưa đò thầy. Nhưng thầy trả lời với mấy ông đạo vậy nè, thầy nói thôi được rồi, cái cơ đạo phải chờ giờ đang hiện đạo, cũng như mùa hè này phải chờ đến mùa mưa. Người còn mê hỏi lại tỉnh hay chưa, chờ chút nữa đi, nếu người ta thớt thưa hoài thì lui gót. Chờ chút nữa đi trong buổi chót,
để họ tình tuồn rồi dịu ngọ qua sông. Thấy chưa bớ bớ đau đồng, ai người như bận sĩ dài công kiếp này. Lo cho chúng nè, không có lo cho thấy ghề ốm đói. Chứ đâu phải bần sĩ xuống đây mà làm thầy bói kiếm xu. Than trách ơi bớ bớ người tu, đừng có xía vô ngu rồi mang tội. Ta xuống đây sông buồn lặng lội, hay chốn rừng tàn nhiều nỗi ẩn thân. Quyết tu độ hết quan dân, trở về với Phật hơn ngàn cân ngọc. Phật ở đâu mà trở về với bần sĩ? Phật ở trong lòng của ta. Phật là tâm tánh hiền hòa từ bi, nói ra không lợi ích gì và không thịnh nộ sân si nhân tình. Phật ở trong tâm ta đó. Ta không liếc thấy mà ta không nhìn, nhưng ta có một luồng điển Phật đó, có tài sản chứng minh rõ ràng. Tâm linh là chỗ niết bàn, ta đứng theo Phật muôn ngàn được yên. Cầu Phật độ cho con được bình yên tu niệm. Nhưng mà mình không có cầu cho mình, phải kính niệm ở bên trong. Tiết kiệm đi để cứu giống cứu dòng, đừng xá xí phải phạm tội mình trong xài tiền của. Trời cho không thấy nha, mà lấy lại không hay đăng mày dũa đó. Ba tánh bây giờ đang sạch sẽ rồi thôi. Chừng nào dân biết dân ngồi, dân đó niệm Phật thì Phật đã bồi cho dân. Con quay im cố nghìn tân, thấy đây mê đó cân phân mọi mà thì thôi mê lụa mê là rục xương mà chết hết. Chưa cửa nhà chưa cháy luôn. Từ đây mới thấy chiều buồn, vàng vàng rừng núi cháy luôn dài vàng. Cháy lan ôi hỡi hai hàng, mạnh ai mà nay khóc chưa bàng hoàng thiết chi. Thương con vật sầu bi cũng rũ, nó cũng tiêu cao thủ chứ còn gì. Cọp beo thú dữ siết chi, nó cũng tàn rủi từng khi như mình. Đừng hung dữ quỷ tinh như cọp, ta thương cho hồi hộp chứ hẳn ai. Giữ mơ tối lại chưa bị đài, khuya về nằm hỡi chưa ngã dài vô ở biên. Vì sự đó cho nên bần sĩ nói rồi khuyên: mùa xuân này mùa xuân mới, rồi đạo điên tinh thần. Không biết mình tu đó, rồi mình có giữ được tinh thần, hay là mình làm sao mà hồn xác bâng khuâng quá cuồng. Người tu không được vui buồn, vui là vui mãi, còn cuồng là cuồng si. Ai người lại báo mình đi, ai báo mình phải tu chi bớ trần. Nếu mình nguyện rồi đó, phải chịu hiến thân, phải sửa tâm, sửa tánh, phải gần, phải xa. Tội gì do cũng do ta tạo nghiệp mới ra bớ người thôi. Ráng vui vẻ nha, để gia trung yên tịnh được cười. Cháu con đoàn tụ chín mười sum say, đêm nay sưng mới đã về, chúc sưng đồng đảo chứ muôn bề thành thới. Chứ bây giờ đừng có mê chơi, già ngơ mà già ngắt cũng mê thời quá đi. Phải niệm Phật á thì cũng có nguy tận thế. Đã mình đã lớn tuổi rồi mà còn nghe kế quỷ ma. Nào là rượu, nào là cờ bạc, nào là cái gì xa, làm cho xã hội của ta nhớt lòm. Ráng cố gắng đi. Gia đình nào có con cái đó,
phải tạo đức phước cho nó, chứ không phải theo sát mà dòm. Phước ân mình có thì Phật dòm giùm cho bây giờ, xóa bỏ không lo, nửa chừng nó hối hận, nó giàu to đức lành còn mất đức đó Phật tử. Thì dù cho phú quý trăm anh cũng không dạy dỗ được con lành mình đâu, tại vì muôn mẻo kế sâu, cha mẹ mà tạo ác thì đâu con nhờ. Hôm nay bằng chỉ nói nhiều lắm nha, xin kính thưa quý vị đạo tâm anh em bằng tín đồ Phật giáo cùng là tất cả các chi vị bốn phương. Trong một đêm này chiến đò còn đợi, có nghĩa là đò chiều còn đợi. Đò chiều có nghĩa là buổi chiến chiều xế bóng rồi đó, mà chiếc đò còn lắc lợi, mà được ở bờ sông sông, ở trong suối, núp trong rừng để chờ đợi khách. Vì ông đò ổng không có đóng thuế, ổng có giấy phép, ổng đi trốn trong đó để ổng rước được một người nào hai người. Vậy mà cũng có những người lợi để chỉ nói ông đò đó đó, ổng đi trước, ổng lãnh hết của mấy chiếc đò lớn, cho nên đò lớn cũng hơi buồn phiền bằng sĩ. Nhưng mà bằng sĩ không có vậy đâu nè, lên một người thì nhẹ đò như cắt, lên nhiều người đó bằng sĩ lại bắt lại mắt công. Dân chúng ơi, ta còn bơi lượn qua sông, còn bị sóng nhấp nhô nhồi nhiều lương, chứ không phải mà lái đò đưa sung sướng. Người ta kiếm cắt xu đem về rồi hưởng eo hôn, còn bằng đem đức hạnh vùi chôn. Nếu ai biết được thì họ sẽ cả hoàng hôn sáng ngời, còn không biết thì thôi không sao đâu. Ta vẫn vui cười mãi, ta không có kêu trời, tâm linh cứ niệm Phật cho đổi dời mau mau. Ngày xưa sống búa dân trao, tâm ta như loạn làm sao bây giờ. Biết tu tịnh kịp giờ thắng lại, mình là bộ chỉ huy nó, là mình là tài xế nó, mà mình để chạy hoài sao. Thắng đi cho kịp bôn đào, qua gành, qua gốc, qua nào đều kia. Dù cho có dối bên kia, người kia có lái sức chia nhiều đường, nhưng không hay đâu đó, phải có cách tìm phương. Mình tu cực khổ trăm đường gian nan, chung coi như thể chưa bản vàng. Ta có cực khổ không phàn nàn hy sinh, mình tu cực đó thì mình đem cái niềm tin phút cuối. Mình làm mình không hưởng mà, thấy không? Đâu có ai đem cái đuốc dụi của mình. Mình làm không có cầu sinh, không mong hưởng thụ chính. Mình lợi danh thì làm cho chị cho anh, giúp cho bá tánh không nạnh tranh là người. Cố gắng đi Phật tử ơi, phải làm sao cho phước báo đức dư. Vậy thưa bần sĩ ơi, cái phước thì có rồi đó, con sẽ đổ ra biết bao nhiêu tiền, 5, 10 tỷ hay 30 tỷ hay là gì đó, con đi cúng hay là con giúp đỡ người. Còn cái đức, làm sao con có đức? Phước nè, đức nha, đó thấy chưa, đức độ nha. Nói Phật độ không, Phật không có độ. Ủa, vậy là Dương Đạt, ông vua Dương Võ Đế, ông hỏi sư tổ Đạt Ma có Phật không? Nó không có Phật, thấy không? Hỏi ai độ mình? Trời, con đi chùa, con đúc tượng Quan Âm độ 4 mét thước nè, con làm lung tung beng mà Phật không có độ con. Đức độ cô đó, đức độ trò đó, đức độ đạo đó, chứ ai không có độ được. Thầy đứng ngã ba đường, còn Phật đứng trên đường chỉ cho mình đi không đi, mặc tình mình, tu không tu thì thôi. Đó như thế, đó cách tình thương đại đồng nhân loại. Đức Phật thương mình như cha mẹ hiền thương con dạy, như bác sĩ mà giúp bệnh nhân. Bệnh nhân rên la chi xiết, bác sĩ cũng ai hoài bỏ bữa cơm trưa giờ giấc không ăn để lo cho cái người bệnh này bà khỏe không,
khỏe, bác sĩ cũng như có một liều thuốc bổ uống vô, hoặc là có một ca nước tắm cho mát. Còn bác sĩ mà trị bệnh, bệnh cứ hoài, bệnh nhây nhây mà thấy bác sĩ là rên la, lăn lộn vậy thì vô tình mình không thương bác sĩ đó. Bác sĩ trị bệnh, mình phải chủ trị nhiều hơn nữa. Đó. Bác sĩ đem thuốc dặn uống, mình phải biết cách như thế nào. Cử kiên, Phật dạy mình tu thì mình phải ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ, từ bi như Phật dạy vậy. Không xài phí vào. Mình thấy đồng tiền này, ồ, này nó trúng được mùa, hoặc là nó quấn bài cờ bạc gì đó, trúng quá thì mình ăn cho nó rồi. Của thổ quân lại thổ, của tiên trả lại cho tiên. Thấy không? Đâu có gì đâu. Thì thấy mình làm tô mọi mà mình không thấy được cái ánh sáng đó thì rất là dễ, rất là khó. Mình sống bây giờ nè, nói bây giờ mới nói với tất cả các vị rồi, thầy bây giờ bỏ xác rồi sao đó, thì vô thường, nói con được sống rồi đó, con hưởng được một tuổi đó, nhưng không biết rằng mai chiều nửa đêm, đêm nay lên đò ly biệt, có sống không? Có sống không? Đấy chứ, mình phải nắm chiếc xe mình, tài xế quá tải, quá khổ, tài xế xe không ai mướn hết, vì tài xế làm biển, chạy nạt nộ, ăn mất. Chạy xe không cẩn thận, chúng không mướn được, do là nguyên nhân của mình. Mình tu không được do mình, đừng có trách ai đó. Cái dục vọng của mình đó, khuất tạp, đê hèn, xấu xa, bẩn tội, muốn lại chùa tu cho thành Phật, muốn đem hết tất cả của cải đi, cha mẹ bỏ, chồng con bỏ, anh em bỏ, thân tộc bỏ, xã hội bỏ. Ta chỉ có 1.000 thôi, nhưng mà ta vừa ăn, vừa giúp, vừa tu, vừa giúp cho xã hội, bình tự thiện gì. Cái đó ta phân thân ra, ăn một chút thôi, cái này mình ăn cho nó hết, thì nó hết. Nói vậy đó, thì người tu đó phải chuẩn mực lại để làm lại cuộc đời. Ông Di Lạc sẽ mở một đại hội tân dân thánh đức. Ông đã cầm kỳ thí quả, ông lập dân, vì dân đã chưa có hoàn chỉnh được. Thì hôm nay bần sĩ là người điên, lãnh hội của tất cả các ngài cũng điên. Đó vậy. Thì nói, nếu quý vị nào có nghe được thì nghe, nghe không thì bần sĩ cũng không buồn, đừng hỏi. Vì bần sĩ đã nói những câu văn này chứ đâu có cái gì đâu phải hỏi, mà đâu có ở đó đâu hỏi. Hỏi ai? Hỏi ông trời, hỏi ông Phật. Đó như thế. Thì cứ ráng tu đi. Nhưng nói tu đi, cái tu nó như thế nào? Nó phải giảm. Mình ăn ngày 3 bữa, bây giờ ăn 2 thôi, rồi rốt ăn 1 bữa thôi. Mình đi chợ, nếu nữ mình đi chợ 1 ngày 200, bây giờ mình đi 180, 150, khi đi 30 thôi. Thầy ơi, 30 làm sao con đi đủ? Đủ, muốn đủ là đủ, muốn thiếu là thiếu. Mua món rau, miếng tép, miếng cá, nếu ăn mặn chút xíu vậy nè, đậu hũ, mua gì đó, nội trong cái 30 để về được rồi. Thấy không? Về thì trong chén cơm của mình gấp có một con tép, mình ăn được 2 chén cơm. Đó. Còn cái này mình không có đâu, mình gấp hết vô, rồi mình ăn hết vô. Đó. Thì quý vị thấy không? Mê ăn là chết, mê mất là si. Ráng học tu đi, thời kỳ khổ lắm. Còn mê mua sắm thì thể phải tàn. Mê bạc mê vàng, nay mai rủ chí. Mê lo bố thí cũng chẳng thành công. Còn mê lập vòng lông đông lẫn đần, ta không oán hận giúp đỡ người hiền. Giúp thiệt thường xuyên, giúp yên thân phận, giúp mà lập trận danh lợi đùng đùng. Giúp đỡ tác tùng quay phiên chiêu phản, làm đi không cản. Các bạn sai rồi, tỉnh dậy mà coi xăm soi trong trí. Tiện hùng bố thí mang tội với trời. Có một kỳ thời mà ta có phước, ta làm cho được tâm tánh thường hòa, giúp đỡ các bà hy sinh tất cả. Quả kia mình trả, nợ nọ mình đền. Bần dặn đừng quên có tên có tuổi, đừng nói may rủi do ở nơi mình. Mình chẳng có tin Phật trời gì hết, thì mình có chết đánh đậu đánh kèn,
trống nọ len ben đờn kia lá khóc. Thì mình còn chọc mang tội thêm đi. Nếu biết nghĩ suy tu thời cho bỏ, ngày nay mình rõ biết được đức ân. Khi ở tại trần ta đây đang học, không nên trách móc ghẹo chọc mỗi ai. Nợ cũ mình dai đừng nay nợ mới. Khắp miền thế giới bần sĩ gửi thăm, nếu ai tu tâm đừng lầm đừng lạc. Mưa phong không tạc mái lá mình che, đừng để mùa hè ra trẻ mà ở. Nếu mình thiếu nợ ráng trả nghe hôn, trả dập trả dồn đừng than đừng trách. Bận về bằng mắt với Phật kia cả, ráng nhớ hải hà tự bi chi Phật. Tu đi các bậc sẽ được thành tiên, từ dữ quá hiền đừng có từ tiên quá tục. Tu như củi mục thả hỡi trôi sông, trôi đã bình bồng rồi tan rã hết. Tu sao để chết như ếch lột da, tu quên ông bà quên thân bằng quyến thuộc. Tàu kia không chuột đem luộc hết rồi, lên núi lên đồi ở đâu không có. Vì mình bỏ xó tâm tánh của mình, ráng nhớ cầu xin ông bà cô bác. Muốn làm Bồ Tát cứ học từ bi, đừng có sân si thảo ngay giúp đỡ. Đừng nên nhắc nhở kẻ hỡi thù hiềm, không nhắc ban đêm ban ngày cũng vậy. Đừng nên nói bậy học đạo của ngài. Ba tánh hôm nay 30 ngày Tết, chúc cho toàn đoàn kết. Đã hết việc gì học tập bao đi, tu thì đắc quá. Xin kính thưa quý vị, ở đây là bình luận thôi chứ không có dám kết luận đâu mọi ai. Trong đêm nay mình đi chùa về đó, cái mình thấy khỏe quá rồi, phải không? Cái tư tưởng mình vô mình thấy những tượng Phật, Quán Thế Âm, Bồ Tát nè ha, hay là Dược Sư, hay là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì mình thấy mình rất là thoải mái rồi. Mình thấy chùa rất đẹp, sân trường chùa đó, nào là hoa nè, kiển nè, có cái cây đó có cái cây tới 10 tỷ đó, mà Phật tử dám đem cúng dường chùa đó, thấy không? Thì những gì Phật tử làm không được. Đó, cái cây nó quỳ nè, cái cây có cháu nè, có chắc nè, có con nè. Đó, cái cây đó là ở tại cái kiện chùa đó. Vô thấy cái cây là mình thấy mê liền cấp kỳ đó. Như vậy thì ở chùa các ngài thượng đại đức thượng tọa cũng có tạo cái cảnh cho mình, rồi mình vô vui, rồi mình niệm Phật, mình nghe các ngài giảng, rồi mình nhìn tượng, rồi mình về. Nhưng mà bây giờ bần chỉ xin tất cả quý vị phải quả ở bên trong mình có một vườn hoa kiện rất đẹp, có cây bồ đề, có cây tha la, đó, có mảnh trúc xanh, cũng như ở bên Tòng Sơn tự vậy. Tòng Bách đó quý vị, có một cái thân cây mà bên đây là tòng, bên đây là bá, tòng bách tùng, thấy không? Cái cây mà nó còn nương nhau, nó dựa chỉ có một cái cây, thân cây mà sinh ra hai cái ngọn khác. Thì bần chỉ mong muốn tất cả quý vị về đào tạo miếng đất này nè, mình có Phật rồi nha, có chùa rồi nha, thì mình trồng hoa kiển nè, mình trồng cái cây đạo đức cho đẹp, cho lớn, cho xứng đáng. Thì cây đạo đức đó nó như thế nào vậy? Cũng như mình trồng trái bầu, cái nhà đó gần bên đó người ta thèm ăn quá, mà mình được có hai ba trái ta lại ta cắt trái, cái mình chửi mất đức. Mất đức. Mình biết cái nhà đó ăn rồi, mình còn ba trái, mất trái bốn trái, mình cắt trái kia, mình thiệt nha, mình nói con ơi đem trái bầu này vô cho mẹ chiều nấu canh ăn. Ở trong nhà ta thẹn thùng rồi, trời ơi, mình ăn trước, mình ăn cắp, mà bây giờ ta còn cho lại mình nữa, thì đó là cái đức độ quá, quá là cao sợ. Ngày sau đức có độ gì?
Phật không có độ. Mình cứu mình, trời cũng không cứu mình được nữa. Nói vậy đó. Còn cái này mất chửi ha. Chửi ha ha đó. Trời ơi, tao để đó à, ổng sinh làm sao tao dám sinh. Tao không tưới, tao không trông, tao không gieo, làm sao tao dám sinh. Mà mình biểu người ta sinh, có đúng không? Nói vậy đó, thì ngược lại đó, thì khi giảng đường, khi triết minh, phải nói cho thật sự rõ ràng cho tất cả bà con mình. Có khi các em nào đường tu học đạo mới, cũng như mới cái đứa học sinh nó mới vô trường vậy, phải nhắc rõ. Còn cái đứa nó học rồi đó, chị nói qua sơ qua là nó biết rồi. Cái đứa mà mới đi học á, nó ôm nó ôm cái gì đó, cái tấm bảng đó à, nè, rồi nó ôm quá chừng nhiều đi nặng, mình tưởng cái đứa nó học nhiều, không có đâu nè. Thuốc tài hay đó, với lại học giỏi này là có một tấm giấy thôi, kết thúc là một tấm giấy thôi, vừa xem trong đó là ta biết cái mục đó rồi, đâu có đem ra. Còn cái đứa mới học đó à, nè, A B C D D đem theo, có khi nó chùi còn dính nữa đó. Thì hôm nay mình là tú tài rồi, mình đã tú tài rồi, đường tu mình biết rồi, niệm Phật Đà đã mòn rồi, thấy không? Mà mình còn rầm rang là mình còn đem bản tấp lô như đứa bé đó ra mà học hoài, có đúng không? Có đúng không? Bây giờ mình không đem nữa, mà mình phải đem cái văn bản nó vào trong tâm mình á, thì không có gì hết. Học giỏi lắm, mau lắm, nói vậy. Còn bây giờ mà bắt buộc thầy cứ ngồi nói hoài nè, nói sáng, nói trưa, nói chiều rồi chết mất. Chúng con ơi, thầy đang bệnh tật, bệnh nguyện. Bệnh gì ấy? Vì nhân dân ba tánh còn giữ chưa hiền. Nói mãi mãi rồi khuyên lớn không nghe được. Tì chiếc xuồng kia thầy bơi nước ngược, thầy phải trở về rồi không ở nữa đâu con. Nhìn coi sức món hơi mòn, hơi đâu mà đợi thầy còn chờ ai. Chờ đưa nơi bến sông dài, bây giờ nấp bóng rừng đãi. Rừng buồn suối nước chảy, lệ tuôn như nước mắt. Sỏi đá kia là thầy đạp dặm cả đôi chân. Ngày cực thân không biết giận biết hờn, đêm dài đảo rồi từng cơn cầu nguyện. Không than thở, không trách gì một tiếng, cũng không làm mồi làm miếng cho ai. Biết rằng nợ nghiệp bình giải, bây giờ phải trả ngày nay không buồn. Đó Phật tử ơi, cố gắng đi bần sĩ mà mắc lễ trạo thuông. Hy sinh đặng đem về cõi về nguồn Phật dương. Ráng đi ta nói ráng thương, đêm nay là đêm vui vẻ tận đường nghe chưa. Giao thừa ban tối ban trưa, ban chiều rồi sáng rồi lạnh chưa. Bớ người thừa kế gia đình của mình đi, thừa nhận những cái gì của cha mẹ đi, thừa ân của Phật Pháp đi. Mình tu mình phải điều hòa, mình tu đâu cửa đâu nhà, cao sang có cũng được đó. Nhưng mình không có mang làm chi được. Đêm canh khuya thầy muốn vượt qua bờ, khóc một mình như tầm đang ở trong kem quấn tơ. Chờ ngày nhà để giúp người mặc áo. Đêm thanh tịnh một mình ao não, biết than như ai giờ bơ ngừ đạo ở đâu. Nếu tu biết Phật đặng hầu, biết tâm ta dơ bẩn thì đâu gọi nhưng. Thì ở nơi đây rất, thầy rất vui vẻ, rất mừng. Mừng cho đồng đạo chấn hưng Phật rồi, ráng đi con. Mình chịu quả nó nhồi, tu thì phải cực nhau không? Đứng ngồi tu luôn.
Mình tu vui vẻ hay buồn cũng nên chấp nhận, đừng để thương làm gì thôi. Thầy chúc đạo đó, dạng sự tự bi, lúc nằm, lúc đứng, rồi lúc đi vui về. Thầy chúc đạo trong đêm giao thừa, ráng tu sau gặp Phật, gặp Thầy. Gặp người hiền hậu không quấy rầy mình đâu. Làm sao con? Mình cứ gặp những bậc cấu mấu, gặp người hung ác rồi mình quên tu rồi. Vì mình thấy tụi nó đó, cái mình sướng si, mình bắt hỏi ôi, con tu sao con khổ quá thầy ơi. Bây giờ không gian phẳng lặng như thờ, con ráng chịu đựng đúng giờ không nguy. Hôm nay đêm giao thừa, thầy xin kính thẳng tất cả các bậc chị đầu tiên để làm quà xuân về trong năm mới. Thầy đâu có biết ai giàu nghèo, có không tròn méo tật nguyền bệnh hoạn đó. Thì đây là sự bình luận của người bận sĩ vô danh. Có cái năm nào đó thầy có nói, không biết năm nay không có thì không biết chừng nào, hay là cái câu văn này nó đã bị lạc. Thầy không nói vậy nhưng mà nói hồi đó thầy ngâm tiếng rong rong đó quý vị. Xuân đến rồi đấy sẽ ra sao, mừng xuân mắt lệ mãi tuôn trào. Mừng xuân mà mắt lệ mãi tuôn trào, thiên cơ ảm đạm màu hoàng vũ, nhịp đờn lông phím rã từ tao. Xuân đây rồi đến kia kìa, có mùa xuân mới chia lìa cách xa. Mừng xuân không cỡ không nhàn, tá tơi ngoài bụi ngoài bờ đau thương. Mừng xuân thấy cả đoạn trường, như đờn mà đã nhịp mà trong phương nguy rồi. Xuân đã đến con ngồi méo hoa mặt, vì con đây bị giặc chứ kim thuyền. Đi chùa rồi trách ta phận công viên Phật, đâu có suối chờ bạc tiền rồi Phật cho. Tự mình khéo mình lo mình dẹp, tự mình tròn mình méo do mình. Cho nên các bậc thứ sinh bây giờ thầy dặn chứ ngôn mà nghìn trong lòng. Giờ thanh tịnh bá tòng thầy vừa, quý trời thầy hứa không sai, hứa với Đức Phật Như Lai quả thơ mà tiếp tục chứ của Ngài Bố Sơn. Thôi để tạm ngưng, còn nữa xin kính chúc lành quý vị vì sức khỏe bữa nay. Đáng lý ra là bần chị không có được lăn một cái bánh xe người này đi đâu, mà được như thế này thì tất cả chúng sinh còn chờ đợi được phút cuối cùng. Vậy hôm nay chúng ta xin cho một tràng pháo tay để tặng hết tất cả các chị. Rồi.